Xin chào các bạn. Thì tiếp bước với cái nhiệm vụ thứ 14 trên sale testnet ở trên Blockit, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chơi một cái game trên hệ sale. Đây là sale Việt Nam đã hướng dẫn các bạn ha. Thì đầu tiên là các bạn kết nối ví Kepler vào cái app này các bạn ha. Đây, cái app của nó là cái app gì? Đây. Rồi tiếp theo các bạn phải gì, phải deposit một ít là sale vào đây. Đây các bạn deposit, các bạn chọn đây các bạn deposit, ví dụ như đây cái mình có 0.8 là mình điền như đây là 0.0.0.1 các bạn phải chọn là 0.1 nha các bạn ha. Rồi các bạn chọn deposit. Rồi các bạn deposit sale vào trong dự án này xong rồi các bạn tiến hành chơi cái game ha, chờ cho nó chạy đó các bạn ha. Rồi sau khi mình refresh lại thì nó đã nhận là 0.1 sale của mình ở đây. Tiếp theo thì mình vào cái trang, mình vào trang Tetris này ha, cái này là chơi game đây các bạn, chơi game xếp hình các bạn. Rồi tiếp theo thì gì, các bạn refresh lại để cho nó nhận ha. Rồi thì sau đó các bạn chọn play now, thì các bạn sẽ chọn là gì, dễ, trung bình hoặc khó là tùy các bạn. Thì ở cái cấp độ càng cao thì các bạn phải trả càng nhiều sale ha. Bây giờ mình chơi thì mình chọn easy, mình chọn 0.001 sale, let's go. Rồi đó, các bạn chơi thì các bạn ấn nút cắt thì nó sẽ đi xuống nha các bạn nghe. Rồi các bạn ấn nút lên thì để nó thay đổi cái hình, cái này không còn quá lạ lẫm gì với các bạn nữa. Ấn nút cắt thì nó sẽ chạy xuống luôn các bạn ha. Rồi game khá là mượt mà và khá là thú vị để chúng ta có thể trải nghiệm. Đây có thể là một trong những cái nhiệm vụ tiếp theo ở trên mạng sale. Vì vậy các bạn hãy tranh thủ làm ha. Thì các bạn cứ chơi thôi, càng nhiều điểm càng tốt, thì khi nào mình rảnh thì chúng ta chơi. Đó, thì đây là một trong những cái trò chơi tuổi thơ không còn lạ lẫm gì với các bạn, cũng như không lạ lẫm gì với mình nữa ha. Thì các bạn chơi nhiều thì các bạn sẽ có thêm các kinh nghiệm, bởi vì cái game này nó còn đang mới cho nên là nó sẽ khó, thì các bạn chơi vài lần thì các bạn sẽ có kinh nghiệm hơn, các bạn sẽ cố gắng kiếm được cho mình nhiều điểm hơn. Mình biết ở đây, trong đây là sẽ có rất là nhiều bạn có gọi là trùng trong cái trò này rồi ha. Rồi sau khi chơi thì các bạn thấy đó, mình bỏ ra 0.001 và mình đã win được 0.02 sale. Đây là cũng là một cái cách để các bạn có thể kiếm được điểm, có thể kiếm được một ít sale chẳng hạn ha. Đó. Nói thì nói thế nhưng mà thực ra đây số sale của mình nó vẫn không thay đổi các bạn ha. Rồi cái nơi mình sẽ dừng cái nhiệm vụ ở đây. Thì các bạn này, các bạn đây chơi game này, những ai có điểm cao sẽ có cơ hội được nhận được thêm XP trong Discord này. Theo dự án thì càng nhiều XP thì sẽ có một cái gì đó này ha. Rồi những bước này có thể là những bước vừa rồi, có thể là một trong những mission của sale testnet trên Blockit mới ha. Cho nên là các bạn tranh thủ làm để sau này nếu đúng mà sale ra nhiệm vụ liên quan thì chúng ta sẽ không có nó bị lắc trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ ha. Thì hiện nay các bạn cứ biết rồi đó, cứ sale ra nhiệm vụ các bạn hoàn thành càng nhanh càng tốt ha, chứ còn càng để lâu nó sẽ càng rắc rối ha. Đây mình là một minh chứng, đây cái nhiệm vụ 14 mình đã làm xong từ rất lâu rồi, nó đã báo thành công
nhưng mà các bạn thấy đó, nó vẫn còn nằm ở đây, nó chưa có chuyển sang màu xám. Đấy, các bạn thấy không? Hoàn thành, nhưng mà cái 13 này nó vẫn chưa chịu chạy cho mình. Cái 13 chỉ là gì, kết nối Discord thôi. Đó. Rồi, mình sẽ dừng video hướng dẫn các bạn chơi game xếp hình của dự án Questify ở đây. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau của mình.